Đây thì bây giờ quay sẽ cho quý anh chị xem chiếc em xe này ha. Hyundai Santa Fe Premium máy dầu 2 cầu Ford Everest Titanium máy dầu 2022 bản 1 cầu. Chủ người ta đã lên mặt ra lăng chữ Ford to nè. Đây quý anh chị, bộ 3 vừa mới về đây, vừa mới lên showroom. Bộ 4 luôn quý anh chị, đây 4 xe rất là đẹp. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội và lại là em Quang đây. Và bên Quang thì chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã qua sử dụng, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ số nguyên zin, bảo hành và cam kết đầy đủ cho quý anh chị ha. Rồi thì trong ngày hôm nay em Quang sẽ quay cho quý anh chị dàn xe em Quang vừa mới về. Đây quý anh chị, một em xe màu vàng rất là đẹp. Này là Hyundai Santa Fe nha quý anh chị. Bên kia thì là một em Ford Everest Titanium máy dầu 1 cầu 2022. Xe rất là nhiều quý anh chị ạ. Về được hai em này và mấy em đang nằm bên showroom. Hai một em xanh đỏ nằm ở phía sau nè, đang đợi bát nè quý anh chị. Đây thì bây giờ em sẽ cho quý anh chị xem chiếc em xe này ha. Hyundai Santa Fe. Ở đây thì hơi chật một chút xíu quý chị thông cảm ha, em quay hơi sáng quý chị thông cảm cho em quay nha. Xe rất là đẹp luôn quý anh chị. Bản này bản premium nha quý anh chị. Đây đang bị mất cái nắp xăng, cái này là cho anh em đang gỡ ra để vệ sinh hay sao đó. Hay là cái miếng đó nó bị chày thì mấy anh em sơn dặm lại. À, 2020 Odo 36.000 máy xăng, giá em quay đang chào bán là 885 triệu nha quý anh chị. Hatchback. Ở xe có cả cấp điện luôn nha quý anh chị, đầy đủ hết. Đây máy xăng premium ha, ở đây bị mất mấy cái chữ rồi. Này quý anh chị lấy thì quay sẽ dán lại cho quý anh chị ha. Rồi bây giờ sẽ cho quý anh chị xe bên trong nội thất. Đây đang hơi sáng nên là hơi khó mở cốp, quý anh chị thông cảm nha. Đây hàng ghế sau này có cả rèm che nắng nè quý anh chị, làm thành giải trí Hamakadon nè. À không, em này chưa có Hamakadon nha, đời mới mới có Hamakadon phần mới, em quay nhầm, sorry quý anh chị. Nhưng mà bản này chúng ta có rất là nhiều công nghệ, cửa sổ trời panorama toàn cảnh nè. Rất là đẹp nha quý anh chị. Cửa gió sau đầy đủ hết. Em này thì ghế sau ghế trước gập bằng. Có cả sàn 5D nè quý anh chị. Ghế trước ghế sau gập bằng luôn. Là đi xa đồ này nọ thì có cái để nằm nghỉ ngơi. Ai ghi nhớ vị trí ghế lái lên tới hai vị trí cho bên ghế tài. Ghế da đây quý anh chị. Công nghệ rất là nhiều, có cả khóa này là khóa cặp đăng đúng không quý anh chị, khóa vi sai cầu sao đúng không, cái này là khóa cặp đăng thôi, khóa cầu sao thôi quý anh chị đúng không. Ga tự động, lẫy số vô lăng, ô tô đèn, ô tô gạt mưa, ô tô 36.000 cây, giá quan chào bán 886 triệu. Màn hình nè, nó vẫn còn siêu ở đây nè, để cho mình bóc siêu nè. Clear eye. Rồi có cả sạc pin không dây, cần số rồi này nọ, mọi thứ còn rất là nha. Đẹp nha quý anh chị, xe rất là đẹp. 36.000. Có một cả hút kính nè, hút kính ở phía trên. Hiển thị thông số trên kính lái. Đây, rất là đẹp nha. Giờ mình sẽ đi qua bên đây cho quý anh chị xem.
dòng Santa Fe này hiện tại bên Wayne đang còn 3 xe nha. Đây, một em máy dầu phun mới 22 một em này là máy dầu là 1 tỷ 230 triệu. Em quay còn một em máy xăng màu đen 1 tỷ 135 triệu nha, 22 hết. Rồi em này thì 850 triệu thôi. Ghế da rất là đẹp, không một vết nhăn, rất là ít nè quý anh chị. Đây một vết nhăn nhỏ ngay đây thôi. Đó. Em này thì chưa có cam 360 luôn, lên form mới mới có cam 360. Đây bên ghế phụ thì hơi nhăn ở đây một chút xíu. Ghế chỉnh điện. Xe này thì vừa mới về chưa kịp dọn nha quý anh chị. Nhưng mà quý chị có thể lên xem xe thoải mái nha. Quý chị nào mà ưng xe thì cứ đến xem xe thoải mái. Máy xăng premium 2020, odo 3 vạn, giá 886 triệu. Đây, Hyundai Santa Fe dầu premium. Đó, 22, em này thì đang dán lại rồi, chắc là quay quay ở ngoài cho quý anh chị xem thôi. 1 tỷ 230 triệu cho em xe đó nha quý anh chị. Rồi, anh đây cho quý anh chị xem em Everest này. À, có em Sorento cũng vừa mới về nè quý anh chị. Sorento hôm trước có nói với quý anh chị đây. Premium, premium máy dầu, hai cầu, 22 nha quý anh chị, 22 mà logo cũ nha, chưa lên logo mới. Qua đây em quay cho quý anh chị xem phút báo nè quý anh chị. Đó, phút đang báo. Xe rất là đẹp nha, còn siêu luôn nè quý anh chị. Đây. Em này thì giá cũng 800 mấy 900 mấy triệu thôi. Chứ nữa quan chết lại giá cho quý anh chị ha. Em quay sẽ để bên dưới góc bên trái màn hình cho quý anh chị nha. Đấy. Nội thất thì khá là đẹp. Cửa sổ trời panorama. Quý anh chị chơi Sorento, quý anh chị mua bản premium. Nếu mà quý anh chị nào mà tài chính kinh tế xíu, mình mua bản premium là cũng đủ dư dùng mà quý anh chị. Mua bản Signature thì thêm được những cái phanh khẩn cấp adaptive đồ này nọ thôi. Âm thanh giải trí là Bose, còn siêu luôn nè quý anh chị. Đây bên trong đây vẫn còn siêu nè, chủ người ta giữ rất là kỹ. Sàn 5D, nội thất khá là đẹp. Đằng sau vẫn còn siêu luôn. Chị thấy chưa? Chỗ người ta đi rất là kỹ ha. Xe này thì có cả đèn viền nội thất luôn, rất là sang. Đây nội thất này quý anh chị. Ghế trước. Xe thì bên ngoài sẽ cam kết bằng văn bản cho quý anh chị ha. Không có tai nạn, không có cứng đụng gì hết, ngập không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên zin. Màn hình còn siêu luôn. Quá đã, chủ người ta đi rất là kỹ, ở trong đây vẫn còn siêu nè. Sạc pin không dây đầy đủ hết, xe đầy đủ hai chìa khóa nha. Em này thì rất là nhiều chế độ lái, 7 chế độ lái luôn, bản premium mà có 7 chế độ lái quý anh chị. Tấm chắn nắng là chủ người ta còn chưa lột ra. Em này odo bao nhiêu đây? 30.000 cây nha quý anh chị. Máy dầu đó. Rất là đẹp. Rồi thì em xe này có gì em quan sẽ để lại cái giá bên phía dưới góc bên trái cho quý anh chị ha. Sorento Premium máy dầu 2022 logo cũ nha quý anh chị. Có cam 360 luôn. Bảo dưỡng đầy đủ hết nè quý anh chị.
rất là đẹp. Cam hành trình, gương chống chói tự động, túi khí thì quanh xe. Túi khí em này em quay nhớ như khoảng 8 túi khí thì phải. Quý anh chị nào biết bao nhiêu túi khí để lại phần bình luận cho em quay nha. Rồi ok quý anh chị, đến với em xe cuối cùng. Bên xưởng dịch vụ ha. Xe đang bên xưởng. Nếu mà còn thời gian thì em quay sẽ qua bên showroom để quay cho quý anh chị một vài em xe bên kia vừa mới lên. Ford Everest Titanium, máy dầu 2022 bản một cầu. Chủ người ta đã lên mặt ra lăng chữ Ford to nè. Quá đã, quá đẹp. Mâm lớp mới luôn. Em này thì dọn gần xong rồi. Hôm nay là lên showroom thôi. Cái bản này quý chị cứ yên tâm nha, quý chị đừng lo làm quan bán giá cao ha. Bởi vì cái này cuối 22 sẽ có thêm bản update nữa. Nhưng mà quý chị yên tâm đi, giá này là em quan đã trừ ra bản update rồi. Nếu như mà bản update thì em quan sẽ bán cao hơn vài chục triệu nha quý anh chị. Bản này là bản chưa update thì phải. Đúng rồi, nhưng mà có update là sẽ có cam 360. Em này chưa có cam 360. Để em quan mở cái màn hình lên cho quý anh chị xem một chút xíu. Odo, Odo là 23.000 cây nè quý anh chị. Em này thì công nghệ cũng rất là nhiều nha quý anh chị. Đây đèn nè, auto đèn, auto gạt mưa. Đây có auto gạt mưa nha. Đó, ga tự động đầy đủ hết quý anh chị. Càng em này nghe rất là hay. Đó, nghe rất là hay quý anh chị. Đã được chủ người ta trang bị sàn 5D nè. Ghế da rất là đẹp. 2.023.000 cây nhưng mà ghế da quý anh chị nhìn nè, không một vết nhăn luôn. Bản Titanium mới một cầu này có luôn cả cửa sổ trời, panorama, cửa gió quanh xe, túi khí cũng quanh xe, trần đen, tay dơ chạm vào con xe đỡ dơ quý anh chị. Máy dầu 2.0 turbo, mức độ tiêu hao nhiên liệu 8.2 lít 100 cây thôi. Đây. Chạy ra hả? Cầm anh quay luôn, quay xe chạy ra luôn. Xong rồi. Đây. Này thì xe bên quay đây là quý anh chị là có cái tấm này nha quý anh chị, để lót ở dưới sàn. Lâu lắm mà mới có người cầm máy lên sóng nha quý anh chị. Giờ quan sẽ dời xe ra ngoài để cho anh em làm mấy xe khác quý anh chị ạ. Ê, cho anh máy luôn Thanh, cho anh máy luôn. Xe đẹp không quý anh chị? Rồi để mà sẵn em quay nội thất cho quý anh chị xem luôn nha. Đây, xe thì dọn xong rồi. Đó. Cách âm đồ này nọ rất là ok. Đây, màn hình đồ dàn lạnh của anh này thì khá phê. Đề lên một cái gió thổi vù vù. Phải dặn giảm gió lại. Có Android Auto, Apple CarPlay đầy đủ hết nha quý anh chị. Càng đồ, ga tự động đồ. Đèn nè, auto đèn. À. Rồi sạc pin không dây. Gai góc sừng sùi. Đậu ngoài nắng thì nhìn rất là dễ nha quý anh chị. Đậu trong kia thì hơi khó thấy nhưng mà đậu ngoài nắng là rất là đẹp. Mở cửa sổ trời ra. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Chào quý anh chị xem xe. Xem mình đi mua xe mình phải xem chi tiết thì mới dễ mua xe.
Có mấy anh vào nói em Quang là quay có cái xe quay lâu quá. Mà em Quang quay thì quay cho những anh chị nào cần mua xe thôi. Mấy anh chị nào mà cần mua xe, người ta cần xem chi tiết để người ta mới đưa ra được sự lựa chọn quyết định cho người ta quý anh chị ạ. Nên là mấy anh nào mà em Quang quay lâu thì thông cảm cho em Quang nha. Đây, 230V, có một cái cổng sạc 230V nè. Để cho quý anh chị đi xa có điện gia dụng để sử dụng ha. Điện đó là để mình xài điện nhà quý anh chị. Đó, mọi thứ rồi, khá là đẹp luôn. Mâm miết rồi, lớp Wrangler Goodyear. Quá đẹp. Đồ đêm này cũng rất là sướng. Rồi chắc là xe cũng dọn xong rồi để quan đánh qua bên showroom luôn quý anh chị ạ. Thì quý anh chị nào mà đang có nhu cầu xem cái xe này thì hãy nhấc máy liên hệ cho em Quang nha. Đến thẳng showroom để xem xe. Rồi thì Quang sẽ nhắc lại đây là Ford Everest Titanium. Máy dầu một cầu 2022. Giá thì Quang sẽ để là cái phần giá ở phía bên góc trái màn hình cho quý anh chị xem nha. Ôi trời, ta lên mặt đèn là rất là đẹp. Có đèn LED luôn. Ngầu quá quý anh chị ơi. Rồi ok quý anh chị, bây giờ mình sẽ về bên showroom nha quý anh chị. Ok quý anh chị, thì hiện tại Quang đang có mặt tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội. Đây quý anh chị, bộ 3 vừa mới về đây, vừa mới lên showroom. Bộ 4 luôn quý anh chị, đây 4 xe rất là đẹp. Đó. Thì chắc là bên đây Quang sẽ báo giá nhanh cho quý anh chị ha. Peugeot 2008 GT Line 2022 nè. Odo 13.000 cây. Em này thì hiện tại em Quang đang chào bán với mức giá là 710 triệu nha quý anh chị. 11.000 cây chứ mấy 13.000 cây. Em này mới cập nhật lại giá ha. Hôm trước bán 695 nhưng mà nay lên 710 triệu nha quý anh chị. Chắc ông anh ông mới cập nhật lại giá. Đấy, 710 triệu rồi nha. Hôm trước thì anh chị nào mà 695 hôm trước chắc nay giá thị trường lên quý anh chị ơi. Nay giá thị trường lên. Có cả đèn gầm đây. Đấy. Rồi, mệt GLC 300 4MATIC 2017. Odo em này là 44.000 chuẩn cho quý anh chị. 1 tỷ 095 ha, rẻ hơn thị trường đâu đó khoảng 50 triệu. Thị trường giờ đang bán xe mà tầm giống vậy, chức giống vậy mà đời 17 phải bán hơn tỷ mốt. Xe đẹp. Bao quý anh chị cắm chết test thoải mái luôn. Tay thì là Toyota Corolla Cross bản V 2020. Odo em này là 3 vạn. Giá em quay họ bán là 735 triệu nha, bản V nha quý anh chị. Bản xăng cao nhất. Chỉ thua mỗi hybrid thôi. Đấy, nội thất đồ rất là đẹp. Em mệt cũng vậy, em mệt là có luôn cả bọc ni lông ha, bọc ni lông ghế luôn rất là đẹp ha, nội thất rất là kỹ. Ở đây thì là một em Kia Sorena dầu full 2020 918 triệu. Odo 3 vạn. Ai hàng hot máy dầu full nha quý anh chị. Đó, màu trắng rất là đẹp luôn. Rồi ở đây thì quay đang có một em Mazda CX-5 cũng vừa mới lên đây. 2.0 Premium. Em này thì là 2022. Odo em này 6.000 cây. 6.000. Giá quan chào bán là 815 triệu. Màu đỏ ruby rất là đẹp. Bên đây thì là một em Mazda CX-8 Luxury 2023. Odo em này là 2 vạn mấy, 22.000 thì phải. Giá quan chào bán là 938 triệu nha. Luxury. Luxury nhưng mà công nghệ rất là nhiều, có luôn cả cửa sổ trời nha, CX-8 có cửa sổ trời. Đó, đẹp. Rồi bên đây thì là một em Hyundai Santa Fe xăng cao cấp. Em hồi nãy em quay nói với quý anh chị 1 tỷ 135 triệu đó. Đây quý anh chị, xe rất là đẹp. Odo 13.000 cây.
Rồi ok quý anh chị, thì đó là toàn bộ những xe mà em quay vừa mới về, và báo giá nhanh, quay chi tiết nhanh cho quý anh chị những cái xe vừa mới về và báo giá nhanh ha. Đấy, quý anh chị nào mà quan tâm những cái xe nào trong video ngày hôm nay thì hãy nhấc máy liên hệ cho em Quang với số điện thoại là 0813700900. Và quý anh chị còn chần chờ gì nữa mà không đến thẳng địa chỉ showroom 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để rước mấy em về lại với gia đình của mình ha. Rồi hôm nay thì kính chúc quý anh chị một ngày thật là an lành cùng với gia đình của mình, cũng như là xem video vui vẻ nha quý anh chị. Rồi, hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo nha. Bye bye.